Vâng, đây là chú Ngọc. Rất cảm ơn chú đã lên ủng hộ cháu chiếc Sorento nhá. Lên từ 5 giờ sáng này. Các anh vâng. Anh với chú kiểm tra lại xe lần nữa đi. Vâng. Hai cái đủ đã. Vâng, để em lấy. Chú Tuấn ơi. À chú Ngọc, cháu hỏi thì chú có ưng xe không? Nhưng mà nó có đúng như cháu quay video không chú? Đấy, đấy một chìa đấy, có một chìa đấy trên xe ạ. Hay tôi chia lại cho em cho thỉnh thoảng nghe. Chú có ưng không? Chú cháu mình thế là làm việc cả buổi sáng rất là tuyệt vời rồi. Cảm ơn chú lần nữa. Ok nhá. Để cháu lùi xe đã. Dạ vâng, thì chú Ngọc áo đỏ là chú đã mua chiếc xe Kia Sorento của em Bình. Thì cái câu chuyện em muốn nói ở đây là xin chân thành cảm ơn chú Ngọc đã tin dùng ủng hộ. Và có một câu chuyện em muốn tâm sự với tất cả mọi người, đó là về vấn đề tình nghĩa anh em. Như mọi người cũng được nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ bên tay phải là anh Dũng có hình xăm ở bên cánh tay trái. Thì mối quan hệ với chú Ngọc như thế nào thì em Bình cũng chưa rõ ràng. Anh áo trắng chắc là cháu thôi. Thì trước khi lên 5 giờ sáng bắt xe lên Hà Nội để xem chiếc Kia Sorento của em, thì chú Ngọc cũng hỏi han về chất lượng xe cho đến tất cả mọi thứ rất là rõ ràng rồi. Và chú quyết định là chú định lên một mình. Và sau đó sau khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì em có nhận được một cuộc gọi của một anh tên là Tuấn, là anh bên tay phải màn hình của các bác đây. Anh có gọi điện cho em, anh bảo rằng là em ơi, anh thì thực ra là cũng là biết chút về xe. Anh gọi trước cho em để bởi vì là chú Ngọc này, chú là người chân chất. Nhìn chú vậy thôi, nhìn rất là chân quê, nhưng mà họ có tiền mua xe này thì không thể nào đánh giá họ là người nghèo. Đây em không nói về tình thương mà em nói về tình nghĩa. Thì anh Tuấn bên tay phải anh có hỏi em rất rõ về chất lượng để cho anh và chú lên cho đỡ mất thời gian. Thì em cũng có trao đổi lại với anh Tuấn rằng là em cam kết cho anh, nếu như anh là thợ thì em cũng rất là mừng. Bởi vì nếu như anh là thợ, anh lên anh xem xe cho chú thì em cũng rất là yên tâm. Em cũng có hỏi với anh Tuấn rằng là anh ơi, thế vậy còn lương lậu và hoa hồng của anh như thế nào? Thì anh Tuấn có trả lời lại em một câu rằng là bây giờ anh chỉ nói với em như thế này: anh là thợ nhưng anh không kiếm của người ta. Người ta là anh em với anh. Anh chỉ mong rằng là nếu như xe đẹp, anh vẫn sẵn sàng anh mua hơn nếu như xe thật sự là đẹp. Anh không cần tiền cà phê, anh cũng không cần công cán, người ta nhờ anh rồi. Anh cũng bảo người ta rằng là chú cứ lên, anh cứ lên đi. Nếu như ở trên cánh Hà Nội họ làm ăn thì khả năng cũng uy tín thôi, anh cứ lên một mình đi cũng được. Thế là chú Ngọc có tâm sự lại với anh Tuấn mà rằng là không, chú phải đi với anh lên cho nó yên tâm. Trong câu chuyện em kể ở đây ra, mọi người có hiểu ý không ạ? Có nghĩa là em cảm thấy là trân trọng cái tình cảm mà chú Ngọc với chú Tuấn, người ta chơi với nhau cả không phải vì đồng tiền, mà là vì cái tình nghĩa, vì cái sự trách nhiệm. Anh Tuấn anh dặn em rất là kỹ, xe có phải thật đẹp hay có lỗi như nào thì em phải báo trước anh, bởi vì anh là người đi xem xe cho người ta. Anh không được cái gì cả, anh chỉ được cái lời cảm ơn thôi. Nếu như xe lỗi về, người đầu tiên dính nói đó chính là anh. Do vậy là em rất là quyết đoán và cảm ơn, sự chân thành cảm ơn đến chú Ngọc và anh Tuấn ở bên tay phải màn hình. Một lời cảm ơn chân thành nhất.